Chào cả nhà, hôm nay thì em sẽ múc bán bánh bao nhân đậu nha mọi người. Tàn tàn tàn. Ôi quay ảo đi, mau hơi ảo thì này. Nhưng mà phun nhân luôn này. Phun nhân nha. Vậy lúc ăn bánh em đi là tím bánh máu mầm thịt trứng, nhưng mà lâu lâu vẫn cứ thêm hương vị của bánh ngọt, bánh đậu dưa. Ngon lắm. Nhắn là đặt nó lấy vỏ bóng, có vỏ bánh có chị luôn, con này nhắn cả ngọt nhẹ, không ngọt lắm. Ăn được cả em nó nhấn nè. Nhấn đầu sánh nha, mà tại vì nó quay áp nên hơi ảo vị, cả nhà thông cảm.